Hiện tỉnh Hòa Bình có trên 20 xóm bản du lịch cộng đồng, các dân tộc Mường, Thái, Giao, Mông, với gần 200 homestay tham gia hoạt động kinh doanh lưu trú và các dịch vụ phục vụ du lịch khác. Ngoài ra, địa phương này còn có 5 xóm bản du lịch cộng đồng được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 3 sao, 4 sao. Ngoài ra, còn có nhiều điểm cộng đồng đã được công nhận danh hiệu du lịch cộng đồng ASEAN, nhiều hộ gia đình hoạt động du lịch cộng đồng, phục vụ hàng nghìn khách du lịch mỗi năm. 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh Hòa Bình đã đón trên 2,8 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch gần 3.000 tỷ đồng. Thời gian tới, tỉnh Hòa Bình tập trung tăng cường hỗ trợ các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển văn hóa, thể thao và du lịch đã đề ra, huy động lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển du lịch nông thôn.